Này này. Ôi, con gái nữa này kinh thế. Nữ Hiểu hoàng không? ở bẩn và màn Không battle sao rap đâu, bạn cực phải căng làm với đúng chủ không thế. trọ. Đã trả tiền thuê Tôi thì đánh bạn có lại toàn quyền này. sử dụng không Tôi gian đánh theo ý lại thích của mình hay không? điên rồi. Lại là màn bóc phốt những ông hoàng bà chúa ở bẩn đến từ vị trí chủ trọ. Tuy nhiên, khác với những chủ trọ khác chỉ có thể ngậm ngùi choáng ngợp sau khi khách thuê rời đi, thì chủ trọ trong câu chuyện sau đây đã đột kích bất ngờ và có một màn bắn rap với những lời lẽ đáp trả cực căng đến từ cả hai phía. Này này. Ôi, con gái nữa này kinh thế. Hiểu không? Mà sao mà ăn bẩn rồi ăn nào bẩn thế? Ở bẩn gì? Nè, kinh này, nhìn quay đây cho ta này. Ăn mì tồ đây ra này, rác này. Mà cô quay gì? Ý là phòng con cô vô, cô tự tiện vậy hả? Phòng mày cái dịp nhà tao thì tao quay. Nhà tao nhà gì? Tao vô. Ý là con đóng tiền thì quyền của con chứ còn ở đóng sao tiền vậy ở con? Bẩn vậy thì tháng này mày cũng dọn đi cho tao đi. Thì dọn kinh gì? Quá. Ê, gái còn đuổi nữa. Là đuổi hả? Con mới đóng tiền cho cô á. Tiền thì tiền, tao đâu cần tiền. Trời, ăn ở bẩn về còn hàng xóm thì sao? Thì người cái ta giỡn gái thôi. Nữa, sinh viên này, chắc mày nhìn mày cái mặt nó ra đi. Quay gì anh quay nó, tôi kiện anh đó. Kiện đi, mày kiện đi. Kiếp. Sinh viên. Kiếp gì thì người ta thuê nhà người ta đây, có quyền. Này, kiếp này. Ui giời, bắt đúng nó có lửa gì đâu. Cô xâm phạm nhà người ta thuê là cô là người sai á. Trời ơi, con gái con nữa này, ăn uống thì dọn dẹp có bao nhiêu ôi thời gian đâu. Ở chung cái rác cũng ở được, không ngửi được luôn á. Người ta có phiền cái cô chưa? Con ở trong đây cô nhà không tao ai? Mà sao lại không phiền? Thì phòng có thuê thì quyền của người ta. Tao mày thuê nhưng mà mày phải giữ gìn vệ sinh đàng hoàng chứ. Nhưng mà tôi ảnh hưởng tao không chưa? Mày ở nhà tao mà. Nhà tao. Nhưng mà tôi trả tiền mà. Nhưng trả mà mày tiền. Ở ăn ở dơ dáy chỗ này đi chứ mày. Một số người cho rằng cô gái cũng có lý, bởi khi đã cho thuê thì toàn bộ không gian có quyền được sử dụng. Chủ trọ không nên xông vào và quay clip ảnh hưởng đến sự riêng tư của cô. Nhiều ý kiến khác thì lại lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng bừa bộn mất vệ sinh trong phòng, bởi như vậy nên chủ trọ hoàn toàn có quyền dừng hợp đồng với khách khi cần thiết. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé!